Hello chào anh em nha. Hôm nay thì mình quay tiếp tục tiệm xe của chị Ngân Phương ha. Tiệm xe này về cũng được mới xe các bạn ơi. Toàn là xe con tay nhiều các bạn. Đây, toàn xe con tay thì rất là nhiều ha. Đó. Có cái con Raider này rẻ lắm nha các bạn. Raider Sunker nè, rẻ lắm nha. Rồi nay về thêm mấy con 135 nữa nè. Con màu xanh nè, rồi màu vàng nha các bạn. Đó. Thôi mình sẽ quay chi tiết từng con và báo giá hết cho các bạn ha. Cửa hàng thì hỗ trợ, không có hỗ trợ vận chuyển á, không hỗ trợ trả góp nha các bạn, nhưng mà có hỗ trợ vận chuyển sẽ đi xa nha. Video clip đâu nè, ở ngoài đường nên các bạn cũng thông cảm nha, hơi ồn. Con này là con clip của Thái nha các bạn. Rồi những dòng xe giá rẻ cho chị em công nhân mình đi làm nè. Mình tiếp theo là những con mô tô bên này nha các bạn. Đây mô tô nè, từ 15 triệu 15 triệu là con này nè các bạn. Coi rất là đẹp nha, thấy không? 15 triệu nha. Đó, 15 triệu. Giá rất là ngầu và chiều cao rất là cao, cao hơn luôn cả con CB, con CBF luôn các bạn, 190 không? Con CBF 190 này nó chỉ có 52 triệu thôi nha anh em. Bị số Thanh Hóa ha, mà mình có sơn lại nha. 190 phần khối. Đây. Thuộc về nó trong phân khúc BKL các bạn, nhưng mà BKL hơi nhỏ. 190 phần khối mà chỉ có 52 triệu thôi nha anh em. Của hãng Honda luôn nha. Đó. Cái con này thì máy móc của nó chắc là đi hết rồi, không có làm nhiều quá. Con này về mình đi tour đồ, đi cà phê cà pháo rồi rất là ngầu nha các bạn, máy rất là to. Cái tông này không biết nhiều mở lòng rất là lớn các bạn ạ. Biết con này là mình có mở được cái chìa khóa không ha. Rồi con này hết bình nữa bạn ơi. Giỡn không được thôi, cho bạn nghe được tiến bộ của SC ha. Rồi còn cái con này nó là 15 triệu đây. Còn monitor đó các bạn. Coi đi cái ghi đông của nó là ngầu chưa. Đó, cái dàn ghi đông của nó các bạn thấy không, 15 triệu mình còn thương lượng các bạn. Còn cái upside down á, sao em đề thử à. Rồi đồng hồ rất đẹp đấy, em tắt mở lại đồng hồ cho các bạn coi cái rồi, tắt mở đồng hồ lại như mở ít vậy đó, rất là đẹp nha các bạn, đồng hồ điện tử ha. Rồi em đề thử không, mình hơi yếu rồi, mình hơi yếu nha bạn, mấy lần trước mình đề được nha. Rồi nha, có ẹt 135 phiên bản này là của đời 2013 quay về nhớ này. Giá của con này là 23 triệu 500 ngàn nè, 64E1 nè. Con này bô có sơn lại nha, con này có hàng cái bô sơ rồi. Máy móc thì con này có dặm sơ, nó sơ chút các bạn ơi. À, nó sơ có dặm sơ chút. Nồi thì mình không coi được, cái tút bên trong rồi. À, nồi này hình như là có làm không ta? Không có được cái nồi làm không mọi người, khó quá, tại vì nó dưới cái xe bên ngoài đây nè. Con này là hai mấy triệu đó mình mới nói đó. Nghe máy ha. Nói chung là máy cũng tương đối thôi. Cũng im nhưng mà im không hẳn 100% ha. Rồi đó. Và con Novo về đây 7,5 triệu nha các bạn. Novo 4 7,5 triệu. Novo 4 7,5 triệu nha. Cái xe này thì nhìn nó không ướt ha, có điều yên bị rách các bạn, về phải chịu khói lại thôi, nước vô là kỳ lắm đó. Đây. Rồi tiếp theo cái con 135 luôn các bạn, con này là không một thời nữa, phương mẫu dài số 85, 23 triệu 500 ngàn, 18033 ha. Con này thì nhìn của nó là nếu mà giữa hai con là khuyên em nên chọn con nào đây. Anh này tới sớm hơn trước, tới trước hơn trước quá. Lóc em này cũng dậm nhẹ sơ ha, bạn có đi nguyên nhà ở Phú Vàng nha anh em.
mình yếu nha các bạn ơi. Mình quay xe, quay chi tiết để em biết hiểu rõ hết. Con này 23.500.000, phải con này mà đề máy được thì chắc là khuyên anh em nên con này quá. Con này bên ráng xem con nó đời mấy nha. Đời 24 các bạn ơi. Coi đời 24 luôn ha. Rồi tiếp theo mình tới con bà lắc ha. 13.700.000 nha các bạn. 13.700.000. Cái con này nếu mà xe mới nó là phiên bản đặc biệt đó. Phiên bản mắc nhất luôn á, là bánh căm thắng đĩa, bánh mâm thắng đĩa đó các bạn. Và con này mình nhìn thì nó còn tương đối hài hòa. Ok. Đây là chắc của bạn Nam rồi, có tem của dân phượt nè. Thôi tôi vừa lấy ở đây. Bằng cái máy. Máy im nha các bạn, nó hơi rè là cái này này nha. Nè, máy cực im nha. Ok, mình tới có Acelo màu đỏ nha. Ủa, lâu rồi mình mới gặp được Acelo màu đỏ nè. À, con này dán tem trùm á các bạn ơi, hà sơn ta. Con này sơn luôn, con này sơn luôn. Nhưng cái dàn chân của nó lại còn sáng chưa. Có điều là nên gỡ mấy con mà chụp ống ở đây nha các bạn. Nhìn nó lúa nó quê lắm. 49H1 ha. Thì cái im này giống như im của Novo là ít quá. Rồi cái bề máy giùm anh cái. Để anh là anh nổ có được không nha. Ok á. Sao hai thằng này không nổ mà anh lại nó nổ à. Phải. Cái này nhẹ lên cái rồi. Cực im rồi các bạn ơi, không có gì bàn hết á. Rồi hai anh em mình đề không nổ. Các bạn biết sao, tại khi mình để lâu á, để lâu á, mình không cần nhận qua, nhín một tí xíu nhỏ nhỏ thôi nó sẽ lên. Còn khi mà hai anh em mình dặn thường là hay quên á, dặn ra nhiều á, nó khó lên lắm. Khi mình sẽ để lâu các bạn. Rồi tới con Wenfa 100 ha. 9.5 triệu nha các bạn, mỗi xe đều có biển số ở sau. Và con này đi luôn cái thắng đĩa ở sau nè, rất là ngầu luôn. Thắng đĩa của Nissin luôn ha. Rồi, bắt đầu mình qua con này mình đề con nó như thế nào nha. Mình pha 100, con này đời mấy vậy ta? Con này pha là 100, con này chắc đời thấp rồi. Ra sao nhìn biển số với nó giá giùm anh cái. Mình tới con màu xanh nha các bạn, con window màu xanh có sân mâm bạc nha. Con này là có dán keo nha các bạn. Mình về lọc keo ra rất là mới nha. Đây nè. Đó, mình chơi mình lọc luôn rồi nè. Về mình gỡ keo mình đánh bass lên rất là mới nha các bạn. Đó, giá là kỳ cục thế. Con này giá nhiêu em? Con này 275 à. 275 mà cho xin biển số à. 67G37320. Đó, các bạn cũng nghe rồi ha. 375. Gì nhiêu với 275 hả? 27 hay 37? Đúng 37 chứ 275 nha các bạn. Rồi ok. Mình tới qua con màu đen phiên bản đặc biệt của 2018 ha. Con này à. Đó, các bạn xem bàn chân của nó nè. Hả? Con này có chặt cái đít như mô tô rồi các bạn nè. Đó các bạn nhìn từ máy móc của nó, các bạn nhìn thử cái dấu của nó là sao nha. Mình không có thể nhìn được. Mình đứng ở trên mình rơi cái máy xuống. Rồi chắc con đang cầm quá. Đang cầm ở vậy hay là 295, em nhìn chiếc biển số đó em. Không có. Có hả? Chị nói là 295 các bạn. Odo là 24.522 cây nha các bạn. Bye.
sao nhanh dữ vậy? Ở bên số mấy em? 8931 366 31 366 631 ha. Mình tiếp một con winner nữa nha các bạn. Con này là có sơn cái măng màu bạc rồi nè. Ồ, con này cái bô, hai con cái bô nó đều ná ná giống nhau các bạn ơi. Lỗ bô bự hơn đúng không? Lỗ xả bự hơn đúng không? Các bạn coi máy nó như thế nào nha. Trong đây chắc hình như là con này nè. Mình lấy sơ là nồi riêng đó các bạn ơi, lấy sơ nha, chứ mình chưa nhìn kỹ được nha, nồi riêng đó. Phiên bản này là của 2017, 2016, 2017 nè các bạn. Có đi cái mẫu đầu nha. Đi cái mẫu đầu, con này đi được 27 ngàn cây rồi. Đồ chắc đồ thật đó nha các bạn. Này chắc có cổ quẹt nhẹ ha, đây nè. Hả? 28 triệu hả em? Có đồ nhiêu rồi? À không, số 6 7 1 6 8 5 8 8 5 hả? Gì? 6 8 5 8 5 6 8 5 8 5 ha. Ok, để cho bạn nghe nha. Rồi mình tiếp theo con này, con Raider nha các bạn. Con này Raider ha. Phiên bản này là cái mâm của nó sơn đỏ nha. Này có bắt cái gì đây mà có ba cái mấy cái lỗ đó nè. Cách nước nó rất là đẹp các bạn ơi. Chỉ có lỗi nhẹ có chỗ hai à. 8 nha các bạn. Con này audio của nó là gì vậy? Con này đâu bị gì rồi nè các bạn thấy không, gì hôm nay chạy mới 2 cây số hay da nó sờ sao quá ha. Nghe có sự hú hú nhẹ nhẹ là cái gì phải tắt để con này biển số bao nhiêu, giá nhiêu em? 395 anh. Hả? 395. 395. 61G1 567 26. Rồi, đó các bạn nghe biển số nghe mình đọc rồi ha. Ok, đó tất cả toàn bộ xe nha các bạn. Rồi bây giờ mình tới con Rai Sang Cơ nha. Con này thì rồi mình thấy ok lắm nha các bạn. Hả? Anh thấy xe nó ok đó, nhưng mà có điều nó hơi bị lạ đời. Xe Suzuki mà gắn cái bô của Honda kìa. Đây nè. Ừ, xe này là một hồ cơ ha. Mình rất thích những cái dòng hồ cơ. Em nhìn cái bô của nó kìa. Cái bô quen không? Giống cái xe của anh không? Không giống. Cái này thôi. Ừ. Nhận diện cái này thôi. Suzuki mà gắn bô của Winner nha các bạn. Bô bây giờ mình kìa. Rồi. Mấy lần rồi mình đài được nha các bạn. Bây giờ hết bình luôn rồi, máy im. Nói chung xe chuẩn ok đó. Bên em coi coi giá bao nhiêu em với biển số coi. Cái này giá mấy? 24 nữa. 24 triệu đó em. 24 triệu ạ. Ở biển số các bạn thấy nha. Rồi ok, mình tới cái con này. Hồ sơ cầm tay luôn nè. Mình mua xe mình lựa những con hồ sơ cầm tay thế này nè, về mình có thể sang tên được chủ ngay liền được nha các bạn. Chứ thôi mình phải rút hồ sơ cực lắm. Con này á là mình có dán keo nè các bạn, có dán keo nhám nè các bạn thấy không? Nè. Cua da. Dán keo nhám này các bạn, giờ mình không thích mình gỡ ra ha. Con này là riêng nha các bạn, khi nguyên con nha. Đó, rất là đẹp. Con này không phải khen nhưng mà đẹp thiệt nha. Con này có dán keo trùm luôn các bạn ơi, keo trùm luôn chứ không phải là keo trong nhám nữa, keo trùm luôn. Đó. Cái nước CNC luôn nè. Ok, để coi đồ nó thế nào nha. Đô là 4.226 cây. Bạn nghe máy nha. Con này sao kia mà em? Con này là mở đèn suốt mà. Đó,
Sanji 29 luôn nha các bạn. Biển số đây. À mình quên, hồi xe cầm tay mình mới nói rồi ha. Rồi mình tiếp theo con AB 210 nha các bạn. Rồi ra sao giúp anh đi. AB 210 nha. Đó. Con này bao nhiêu em? 18 triệu 500 ngàn ha các bạn. 18 triệu 500 ngàn nha. Rồi mình tiếp theo con E150. Con này phiên bản này không biết đời mấy hết ta. Đây. Chó con nó trồng hơi bị chạy dưới rồi ha. Để mình quay coi đồ bao nhiêu. À không có chìa khóa rồi. Con này bao nhiêu em, với biển số bao nhiêu? Con này 285 luôn. 28 năm luôn. Dạ. 61H1142 89. Rồi ok. Đó các bạn cũng nghe mình mới giá rồi ha. Mình tới con này là đời của nó là đời mấy ta? Con này lúc xe cầm tay luôn. Hồi xe cầm tay luôn hả? À, hồi xe cầm tay không có biển số luôn đó các bạn. Giá thì không biết giá như là không để giá ha. Ừ, vào ngoài của nó còn rất là đẹp. Cái 9.397 cây đó các bạn. Ok rồi bạn. Rồi ha. Rồi. Bây giờ mình tiếp theo là con này là con màu cam nha các bạn. Con màu cam này là phiên bản 29 luôn nha. Còn rất là keng và mới luôn, không có gì để nói luôn rồi. Hả? Ờ, có đi cái bát nhưng mà gặp biển số ha. Biển số bao nhiêu, giá bao nhiêu em? Giá này 38 năm anh. Rồi, biển số? Biển số 36 giờ 1 52 65 6. Rồi, các bạn nghe rồi ha. Chống đổ à? Ừ, chống đổ luôn, chống đổ màu vàng luôn ha các bạn. Rồi đây cái bánh của nó nè, đừng có đi chống đổ trước luôn, bánh này không có sơn lại không ta. Đâu em mở đồng hồ đây nè. Trên đâu ta? Không, cái này là chống trộm à. Ủa cái tìm xe chứ anh lộn. Sao mở đóng lên. Rồi là gì đây vậy? Xe chắc hết bình là sao các bạn ơi. Ờ à, mình bấm cái tìm xe nó cũng không lên luôn, chắc hết bình rồi đó. Con này em nó giá bao nhiêu chứ? 38 năm rồi. 38 năm rồi, biển số này em đạp rồi phải không? Dạ. Rồi. Mình tiếp theo con bên đây, con màu trắng các bạn. Con màu trắng mắc cú ha, đi mắc cú luôn nha. Đó. Rồi, con này giá thế nào em? Con này không có để giá. Không có giá nè. Mà biển số nằm xuống trong. Cho đúng gầm đúng không? Này này để coi gì đó mà. Đúng hình đúng chưa? Cho đúng gầm đó các bạn thấy không? Đó các bạn thấy rõ chưa? Ok. Con phiên bản ASEAN gì nè. 2019 hay 2018 vậy các bạn, phiên bản ASEAN gì nè. Phiên bản này là dành cho những bạn trẻ quá. Ở sau mâm thì màu xanh ha, ở trước là màu đen. Và xe này có dán keo keo nhám nha các bạn, keo nhám ha. Keo trong nhám á. Nó gửi ra là như mới luôn nha. Mình chơi lò keo của người ta luôn nè. Nó gửi ra như mới luôn nha các bạn. Rồi, để mình coi con này ở đô bao nhiêu nha. 2565 cây nha các bạn. Rồi, con này bóp da mới được. Rồi, còn số luôn. Anh nhớ hẹn đâu cần đưa bóp da đâu. Tại còn số đó. Giá nhiêu em? Giá thì 395 anh. 395. 381 59 402. Rồi. Rồi mình vào trong mấy con tay ga mình thấy cực đẹp luôn nha. Rồi Vision màu trắng nha các bạn. Vision nè. Con này là 22.500.000 nha các bạn. 611 66147 ha. Đây quay dàn chân qua xem nè. Con này đời 26 luôn nha các bạn. Rồi. Ừ.
rồi tới con này con gì đó rồi quay vô ha. Màu đỏ không? Con này như sơn hay mày ủa trầm ha sơn ta cái này trầm chắc con này là màu đen anh nghĩ là cái này nó trầm nó sơn sơn hả sơn mà nó sơn này là do sơn lại nè sơn lại chứ không phải sơn riêng của hãng ha sơn những cái chỗ dàn ngựa này là có nó sơn này không cái chóc nó sơn không chóc chứ mà cày nữa con này là 61.1 luôn 49.500.000 nha các bạn, địa số đó. Ok luôn ha. Nên em đề cho anh nghe con này nữa coi. Chặn được không? Thử lòng em. Mà cũng không phải thử nữa. Tại nó không có ổ khóa ở đây, nó không có cái remote ở đây. Nếu nước không mình nhận bình thường không được các bạn, mình phải bấm ở đây cái nữa nè. Không có không? Rồi, thua rồi. Rồi bắt đầu mình qua tới con B tiếp nha. Con này là đời của 2017 các bạn ạ. À. Màu xám bóng á, đẹp ghê. Con này giá nhiêu em? Giá 35 á. Hả? 35. 30 triệu 500 ngàn hả? Rồi ok. Mình tiếp qua AB này, AB màu xanh lá cây nè. Con này giá nhiêu em? Giá này là 21.500.000 nha các bạn. Còn con bên đây hình như mình thấy cũng cùng đời nè, nhưng mà có dán cái đèn nó lại rồi nè. Con này nhiêu em? Con này 26 rồi. 26 rồi, ok. Rồi mình tiếp theo những con Vision với là Wayne pha trong đây ha, để cho ngày mình báo giá nhanh luôn các bạn. Con Vision này bao nhiêu em? 22 triệu ha. Còn con Wayne pha màu cam nè. Nhiêu? Con Vision một ca con quay con này số 9 thì có 9 triệu á. Ủa con này có 9 triệu các bạn ơi, bị 665 nè, quay anh pha Nhật luôn có 9 triệu thôi nha. Ủa con này có 9 triệu thiệt hả ta, đã vậy. Rồi hết xăng rồi. Rồi con này 9 triệu thấy đẹp lắm nha các bạn. Có tài xuất nhẹ, một số chỗ nhẹ thôi nè. Sinh nhật mà mình với giá này là mình thấy ok nha. Con này bao nhiêu em? Con này 13 năm á. 13 năm ha. Có 13 năm mà giá này giá không bớt nè, 28. Dạ, 13 năm không bớt nha, được 28. Dạ, nghe đây anh ơi. Giờ 18 đúng rát nha các bạn. Dạ. Con này nhiêu em? Con này cũng 13 năm luôn. 13 năm luôn, cũng 2018 luôn nha các bạn. Con lít bên trong em nhìn nó bao nhiêu? 11 ha. Rồi ok, mình vào kho luôn em. Mình vào kho đi, anh tí mình sẽ ra ngoài quay cho bạn xem những cái dòng vào đây nha, mô tô rồi nè. Rồi. Ok. Trong đây thì nó hơi tối tí nha các bạn. Đi về là mới nè. Xe nút ha. Coi xe nút này bao nhiêu em? Đây à. Con này 19 nè. Mới chạy 100 mấy đây. Dạ. Để quay đồ cho bạn xem ha. Alo. Trong này tối lắm nha các bạn. Hả? Tối lắm luôn. Coi đồ là có 116 cây thôi các bạn. 116 cây thì nó không khác gì xe hãng rồi. Trong tối mà máy như vậy là sáng lắm rồi nha các bạn. Để vài bữa mình chơi con Note 10 Lút về quay cho nó đẹp chút. Đang ghiền cái con đó các bạn ơi. Rồi mình tới con Lít ha. Con Lít này em thấy giá nổi không? Con Lít này nó không có giá luôn. Không có giá luôn, 86B2 nè. Đó, con Lít bên trong, thôi để mình quay. Thấy không? Thấy thôi. Chắc là phải quay cho bạn xem để cho 21 nó 21 năm ha. Con này chắc là phục sinh điện tử rồi. Hôm nay tối lắm các bạn, tối khui luôn nè. Còn nha, nhá cho bạn xem ở trong đây nè. Nhờ em mở lát mới thấy được chút đó. Đó. Trong đây là những cái xe còn đang cầm ha, chờ thời gian mà thanh lý nha các bạn. Ở giờ kinh khủng.
quá chừng quá đó luôn. Rồi ok, mình quay lại những cái xe này. Đó, xịt hả? Có mô tô luôn. Đây trong đây rất là nhiều dòng xe để quay cho bạn thấy, và những anh chị mà thấy mình alo cho cửa hàng ha. Có cái biển số 71B2 kìa, không biết còn cầm hay là bán nữa. Rất là nhiều luôn nha, đây nè. Đù. Kim đơ này ha. Đã nha. Hẹt nhỏ luôn kìa các bạn ơi. Xuống cầm chỉ luôn. Ừ, hẹt nhỏ xuống cầm chỉ luôn, đẹp ghê luôn. Hẹt vàng các bạn. Rồi. Đó, quay lại cho anh em các bạn mình thấy được là có dòng xe gì. Em màu càng nữa ha. Hẹt này 135 đó em, nhưng mà phiên bản màu càng á. 135 phiên bản màu càng có luôn các bạn. Ừ, tại buổi thôi, xe này nhập bao mới nè, nè thấy không nè. Để chắc lâu lắm rồi. Rồi, mình qua đây Vision luôn nha các bạn, Vision là mới luôn nè. Quay cho anh em các bạn thấy là mình luôn ha. Rồi, đây rất là nhiều dòng xe, đặc biệt Sirius với những dòng xe giá rẻ cho chị em công nhân mình. Đây là những dòng khu chờ nha các bạn, khu chờ đời mới đời cũ có luôn nè. Khu chờ đời cũ này là đời này là 69E1 18.500.000 nè. Máy quay giờ sáng không rồi? Máy quay giờ sáng không? Sáng. Tôi không bao giờ mà thấy vậy. 59X3 này là của đâu ta? Của Chi. Vậy à? 59X2 là nhớ của Bình, của Bình Tân, cái gì quên nè. Hồi này 28,5 các bạn ơi, con này là đời của 2019 luôn nha, 2018-2019 luôn nè. Nó nhập cái đuôi đèn, ừ. Con này là có 15,5 thôi nè. Đó. Ok. Ừ. Bây giờ mình ra ngoài quay những cái dòng xe mô tô ha. Đây mình có những cái con Wenfa nữa. 55X7-6037. Con này dài mở 8,5 triệu nha anh em. Nè anh em thấy không, 8,5 triệu nha. Rất là rõ. Ok. Rồi, mình ra trước nè. Cửa hàng quá chinh xe luôn các bạn, kinh khủng xe luôn. Rồi, bây giờ hẹn lên cho mình quay con video Coco Elite nha các bạn, Coco Elite ha. Rồi, em vào đây đi, giúp anh với. Đẹp 150 màu đỏ nữa nè anh em. Có 150 màu đỏ này giá nhiêu em? 29 năm ha. Ủa Edo, rồi rút chìa khóa là các bạn ơi, 29 năm. Rồi mình qua con Clit nha bạn, con Clit Thái nha, Clit 125. Mẫu rất là đẹp, Clit thì mình hết đang là Vario ha. Màu này ha, cái này rất là đẹp. Con này giá nhiêu em? Giá này 43 triệu nha các bạn. Rồi Sirius này em đọc giá hết cho anh đi, con màu đỏ. Con màu đỏ là 9,5 triệu phải không? Rồi con trăm trầm này. Con này là 10,5 triệu nha các bạn, con này chắc của dân phượt nè. Con này dán keo trầm nha. Rồi mình qua con bên đây luôn. Hả? Quê nhà em hả? 62 hả? Bằng lỗ Long An đúng không? Đúng rồi. 166-15 nha. Rồi bây giờ mình vào trong, mình có bên trong luôn. Có một con này rất là mới đây nè. Đây các bạn, Sirius. Con này rất là đẹp. Dạ. Cái cầm hả? Dạ. Bao nhiêu nó mới. Rồi con này là con Rider của 2018 nha các bạn. Đi bao tay Spider nha. Rồi, có kiến hậu luôn kìa. Đi cách nước của CNC luôn, chắn cách nước á. Rồi thay vỏ luôn nha các bạn. Vỏ Thái Lan đàng hoàng nha. Vỏ này chắc cũng không rẻ đâu nha. Rồi con này ở đô của nó là 32.933 cây. Đề không lên rồi. Okay. Bấm đây. Rồi chăng dữ rồi. Thôi nghe máy nha. Rồi
bao nhiêu em? Mày 425. 42.500.000 nha. Số màu xanh, dán kiểu titan đồ luôn. Rồi con cái JBF này. JB190 rồi nè. Con bồ rất là bự nha các bạn. Rất là to á, to vải đáy luôn. Anh xin lại 36A1 nha, 52.000.000 à, 190 con gói chứ 52.000.000 rồi. Con này 15.000.000 đầu video mình quay rồi nè. Con BCX màu trắng. Hả? Không nhận ra giá luôn. Mày nói đầu đó là số 2 á. 25-26.5 gì đó, 25-26.5 gì đó. Đó, qua cho bạn xem. 23 thôi. Gì em? Gì? 23 năm. 23 năm hả? Lúc trước là 26, hồi nay chị giảm giá xuống là còn 23 năm. Nói chung anh em thắc mắc, chính xác anh em cái điện thoại ha. Số điện thoại mình đã để ghim trên màn hình cho anh em rồi. Con này là bị gỡ tem, gỡ đồ hết ráo rồi nè. Còn chữ đây nè. Ngầu vải. Rồi vào trong những có AB tiếp rồi, bắt đầu mình sẽ up video nha các bạn. Sơn kiểu từ tính là sao hay ghê hắn, đẹp ghê. Ây da, con này là 2018 ha. Con này giá bao nhiêu em? Này giá 33 năm. 33 năm em đi số Đồng Tháp ha. Rồi mình coi tới con kế bên, con này là 2 người nè. Này bao nhiêu đây? 18 năm. 18.500.000 và con đỏ đây. Sao mốt đề 1 8.6.2.2.0 ha. Rồi con này bao nhiêu đây em? Con này hả? Ừ. 12.000.000 ha. Rồi ok. Tiếp con này là con đời nào mấy giờ ta? Con này 28.500.000 nha anh em. Rồi con này AV ra đời của 2014-2015 vậy nè các bạn. 22.500.000 nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại tổng thể cửa hàng và sẽ up video. Số điện thoại mình đã ghi bóp trái màn hình cho anh em xem rồi. Còn địa chỉ anh em cứ bấm vào cái tiêu đề nó sẽ có cho anh em ấy. Đặc biệt là những dòng xe Tecon đây. Và mình nói thật luôn, mình ưng nhất là con này. Trong đây mình khoái nhất con này các bạn. Nhưng mà tiếc cái nó phải còn cái bô-rin của nó thì hay lắm. Con này không phải bô-rin nên nó hơi buồn thôi ha. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Nguyễn. Bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em video sau nha.